Có thể bạn chưa biết, loài tê giác trắng Bắc Phi gần như đã rơi vào tuyệt chủng. Sau 55 triệu năm, chúng đã sống sót qua kỷ băng hà, thiên thạch và động đất nhưng không thể sống cùng với loài người. Tháng 3 năm 2018, Sudan, con tê giác trắng phương Bắc được cuối cùng qua đời ở tuổi 45, tương đương với 90 tuổi ở con người. Cái chết của tê giác trắng được cuối cùng Sudan là lời cảnh báo về tình trạng bên bờ vực của tuyệt chủng của một số loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài là nạn nhân của săn bắn trộm. Môi trường sống của chúng bị con người can thiệp nghiêm trọng. Hiện nay trên thế giới chỉ còn lại đúng 2 tê giác trắng, nhưng đều là giống cái. Trong nỗ lực bảo tồn loài động vật này, các nhà khoa học đang tìm cách lấy trứng của chúng để thụ tinh trong ống nghiệm.